sướng nhất bác rồi. Đón tao đoàn nào đây? Sơn. Tỉnh nào? Tỉnh ta. Hồ Lê. Ấy, đồng chí. Vũ Thị Cuồng. Vũ Thị Cuồng. Vậy thì phải vào đây ngồi với ta. Bác ra cũng như họ giao lưu sự nghĩ thế là họ về Tràng An cổ. Vâng. Đồng chí nhiếp ảnh quốc gia nhá. Chụp cái bài kiểu. Rồi. Thế cái chơi đi. Rồi, chào các bác nhé. Đấy, Bắc Giang thì đúng là cái nơi mà đúng là rất là cảm động.
là cái nơi mà Hà Nội sinh ra cái nền quan họ. Có 23 làng bên bên sông Cầu đấy, cái đánh cá rồi trải lưới bên sông. Thế là từ những các cái người đó là người ta sáng tác ra, đấy người ta sáng tác ra cái quan họ. Thế mà thế này này, thế này các bạn thấy các bạn này Bắc Giang cứ là quan ông Bắc nhá, Bắc thì chỉ là quan ông chú nhá. Đấy chúng ta tự hào như thế đấy, và quan trọng cái kinh Bắc cả thôi. Bắc Bắc Giang và Bắc Ninh là cái nơi mà thế kỷ thứ sáu đấy, ví vào đấy là đồng lý ví đấy, là xưng đấy là đó. Thế nên người ta còn đặt rất nhiều bạn như vậy. Bây giờ thế này nhá, bây giờ thế này thời gian thì chúng ta khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Nhu cầu về xin cá nhân, anh đi thẳng ra bãi xe rẽ phải, có cái nhà vệ sinh công cộng, và bắt đầu chúng ta bắt đầu này chuyến du hành ngoại không gian, nhá, bắt đầu một chuyến du hành ngoại không gian, mấy cái bạn làm gì đâu quá xuống sau ngồi ngoài, trước đi, đứng đi, bắt đầu xuống, đúng rồi xuống rồi. Mặn hỏi thì đào xin thưa, vườn đào có lối nhưng chưa ai vào. Muốn vào mà trái mở rào, khi vào trong gió phải như dân Bắc Giang trốn về. Vỗ tay. Đố ai đến được lá rừng Bắc Nghi ta. Trường múa ta đang trẻ lại đi. Cái này mấy chục năm rồi chưa bác đi cầm micro bác cái hát. Bác cái hát nhá, bác hát lúc bác đang yêu ấy là bác không cầm micro. Thế mà từ đến này cũng đến 15 năm rồi. Bác yêu cái hình năm rồi. Người hán cao ai chung ai nịnh, trong Tam Quốc ai nịnh ai chung. Hỏi anh sát nậu lạ lùng mà trời chiều ai nịnh ai chung hỏi nàng. Hỏi từ trong nhìn lộ mai vì ai mà nguyên phải đi công hồ. Hỏi thấp anh này hỏi cao vì ai mà phải đôn tạo với lâu. Nước có giặc mới biết bầy, tôi trong nhà có nghèo mới biết con hiếu thảo rồi. Tôi biết ông này, tôi chưa biết câu đấy. Đi làm về tối, là gặt hái đập lúa ở trong rừng, làm bên này là chị cũng nghe thầy hai là ăn tối ở cái vùng đấy, tối về đâu đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ là có cái làm gì đấy, cho nên tôi thì năm nay là tôi biết tôi chỉ có phải lúa thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước phụ xã nước ngược bệnh phố. Bây giờ có hai bác em này, cậu em bác đúng 10 tuổi, em này nhân năm nay tròn 60 năm nhưng mà cũng còn là tuổi sinh 61. Thế thì tôi năm ngày trước tôi biết là làm anh lặng lơ lắm, cứ sẽ lặng lơ đi thoát lắm. Đấy, hôm nay bác là trẻ lại. Thế nhưng hôm nay là bác phải nối lại Bắc Giang thế nào? Thế mà để trực đoàn nào? Chờ bác nối rồi, bác sẽ bảo không phải. Nhưng mà bác phải chưa nối lại Bắc Giang để Bắc Giang nó cải lại. Bây giờ bác phải chịu rồi. Lâu lên đổi đi. Ông em đối được con bò có hai cái sừng. Bao nhiêu lông bò thì lá rừng bấy nhiêu. Và lấy niên hiệu là Thái Bình. Chính nơi đây vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc ta đã từng xưng vương xưng đế. Chính nơi này hoàng đế đã từng ngự trong thời gian chờ xây hoàng cung về phía Tây Bắc. Đây anh em nhớ thế này, hoàng cung Hoa Lư là ngay đằng sau dãy núi này thôi. Lát ta đi du lịch qua để nhất xuyên thủy đồ Hoa Lư kia là thuyền đã đưa chúng ta về không gian di tích hoàng cung Cố Đô Hoa Lư xưa. Cho nên chúng ta đang dừng bước tại trung tâm di tích Phủ Lõi Cố Đô Hoa Lư. Cho nên nơi đây trước cửa phủ đại có bốn chữ đại từng là Khai Môn Kiến Hỷ Tam Dịch, nơi hội cùng những niềm vui hoặc là cửa cầu gặp may. Bức đại tự muốn nhắc cho con dân nước Việt biết rằng chính nơi này đã bao lần hoàng đế cầu may cho Sơn Hà sao tác đó. Lát nữa vào trong phủ chiêm bái thì là các anh ấy chú nhớ là cung ngoài cùng là nơi thờ công đồng đại thần tu sĩ triều đình, cung chính giữa là thờ thần tượng Khai Quốc Công Thần Thái Tể Định Quốc Công Nguyễn Bạc, hậu cung nơi tôn kính đó là thờ thần tượng Đinh Tiên Hoàng Đế. Chiêm bái xong xin mời tất cả thành viên đoàn hãy vui lòng tạm dừng bước trước hai cụm thờ có trưng bày những di vật cổ thiêng liêng mà chúng ta đã tìm được ngay tại nơi đây. Lưu ý quý hiếm thiêng liêng nhất là những đồng tiền triều đình đặt ở tủ nhỏ có bóng địa sáo bên trên phía bên này, bởi đó là tiền đầu tiên của nước Việt khẳng định độc lập cho sao tắc, và những đồng tiền này cũng là khẳng định nền độc lập tài chính kinh tế nước ta bắt đầu từ thời bây giờ. Khi từ phủ bước ra sân, mấy cung đưa các anh đến cuối sân kia sẽ trái tham quan nơi lưu giữ di vật cổ triều đình. Sau đó ta bám sát chỉ đúng đến gốc cây bồ đề, tiếp tục theo địa chỉ đường ra đằng sau phủ đó. Các nhà văn mãi dừng lại sau phủ ít phút, cảm nhận và tham quan một linh vật cực kỳ thiêng liêng, đó là giếng dầu.
Tiếp bước trên bậc sau phủ chúng ta được tham quan hang đài, còn nguyên di tích một toán của sĩ triều Lý Sư Ngự, vừa là canh coi bảo vệ cho hoàng đế cùng trọng thần triều đình luận đàm vì quân nơi đây. Nhưng toán của sĩ triều đình này còn nhận một trách nhiệm cơ mật, đó là đêm ngày bảo vệ một linh việc cực kỳ thiêng liêng mà người đời sau gọi đó là giếng giải oan. Bởi từ núi đá cao giếng hút thẳng vào tâm trái đất tới giờ chưa có ai dò từ đấy. Lát nữa anh em đi vành tròn xung quanh trên việc giếng giải oan nhé, mà ngắm nhìn xuống đáy giếng ấy thì chúng ta cũng chỉ biết vâng lời người xưa đã căn dặn, đó là nơi giao thoa của đất trời, gặp gỡ giữa trần với âm, và đó cũng chính là lối thoát lên cho những linh hồn oan uổng khi có cơ cứu rỗi sẽ được Đức Phật cứu vớt và siêu thoát lên bảo đối riêng đó. Cho nên là mấy anh em sẽ nhận ra ngay cửa hôm nay trên đó có ban thờ Phật, thờ Bát Long Thần, thờ thần tượng Đức Phật Quan Thế Bồ Tát trên đó là thế. Tháp quan xong rồi tất cả những đoàn lại xuống nước bên đây, chúng ta lại tiếp tục xuống cái lầu lúc nay ta lại giao lưu. Còn nếu như anh em mà dành thời gian xuống đi du thuyền ấy, thì nhớ rằng chúng ta về du thuyền khám phá Tràng An cổ là như ta được vào một bảo tàng lớn, bảo tàng thiên nhiên, bảo tàng lịch sử triều đình. Bởi thuyền của chúng ta trên dòng Sào Khê đã từng đưa đi bộ lính đi trong là 12 sứ quân, và sau này chính dòng Sào Khê lịch sử này cũng nâng thuyền đưa Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Đi trên thuyền với anh em để có thêm mình viên đi cùng đấy. Thế và nhớ rằng trong chuyến du lịch này chúng ta nhớ là có một chi tiết rất đặc biệt thiêng liêng, chủ đề chính hôm nay về với Tràng An cổ chưa quên, đó là khi nào thuyền dừng trước cửa xuyên trên đầu hang rùa kia. Những người thuyết minh hoặc là những người chèo thuyền người ta chỉ trên vách đá đó hướng dẫn cho thành viên đoàn nhìn nhận ra các hình khắc họa triều đình xưa đấy ghi lại. Hello, đây đây không không cho đi cái này đi. Hello, đi đi vào bên phòng đi nhá, đi phòng đây. Hello, chèo này nhá. Thế thì thế này, trên vách đá đó ghi lại tất cả các hình ảnh đó. Quan trọng nhất là ghi lại thời khắc lịch sử thiêng liêng khi đi bộ lý sư hương sư lý tại đây. Và hình của chúng ta bộ lý phù trấn tâm tân cách bảo vệ chúng ta. Thiên nhiên tô vẽ ảnh trên tình. Và nơi đẹp quá. Quan này có xếp bán đẹp mỗi thành viên là ghi lại 65 phút. Có hình ảnh thời hoàng chứ ghi lại toàn một cái lộ trình nhờ chúng chẳng ngày hôm nay. Đấy, thờ thông báo thế này này. Tôi hướng dẫn ra đây ngay các cháu những thiết bị tiêu thiện chỉ là khai quát thôi. Còn cái điều chính là ta về mở đĩa ra để xem. Và cũng chợt nhận ra rằng hôm nay ta đã đặt chân được đến nơi thiêng liêng đắc địa nhất của cố đô Hoa Lư. Đấy nhá, mời các nhà văn hóa đi cả rồi ta vào cửa bên đây nhá. Đấy, tham quan xong đây là đi nhá. Đi nhá. Các nhà văn hóa nha, đồng tiền triều đình đây và hình ảnh này, chính hai đồng tiền này là chụp đưa lên đây. Trong lát nữa này các anh đi thẳng khung này vào cái khung trong là khung thờ hoàng đế đi ra nhà ra đây. Còn tượng đây là khai quốc hoàng thượng Minh Bạch. Anh em đi cung đã phải đi rồi thì cung là anh em nhá. Các nhà phong thủy học khẳng định giếng là một long mạch thiêng liêng luôn phải được bảo vệ nghiêm ngặt, cho nên nơi đây tôn lập ban thờ chúa tể sơn lâm tức thần Bạch Hổ là để coi giữ long mạch nơi thiêng liêng đắc địa này. Ngôi phủ đại phía trước như một viên ngọc quý tòa lạc giữa biển rộng rộng mở thiên nhiên trầu hướng lên trời nam.
thì giếng này là họng của rồng. Quý khách đã quan sát thấy giếng phát triển trách xuống ánh điện hai giò được tinh đăng. Các nhà tâm linh thần học ngoại cảm cùng các nhà phong thủy học khẳng định giếng là một long mạch thiên nhiên luôn phải được bảo vệ nghiêm ngặt, cho nên nơi đây tôn lập ban thờ chúa tại sơn lâm tức thần bạch hổ là để coi giữ long ngôi cổ đại phía trước như một viên ngọc quý tỏa lạc giữa biển rộng rộng mở thiên nhiên trầu của thiên trời là nơi kết nối gặp gỡ giữa trần thế giới và cũng là nơi thoát lên của những linh hồn oan uổng khi không cứu cứu rồi thì sẽ được đức Phật vẫn chứng là có ba cấp siêu quan long thần và thần tượng đức Phật quan như Bồ Tát là như thế. Những khối đá quý khí sang lớp tạm thời trên mặt thân đá cùng những cái mặt cổ đã đổ xảy là đất nung trước mặt tư hay về là di tích cùng thì còn nhận một nhận về cơ